thưa cộng đoàn, hôm nay Chủ nhật ngày mùng 5 tháng 3 năm 2023 là một ngày thật thánh thiêng và hân hoan vui mừng của giáo phận Phan Thiết và của toàn thể quý khách hành hương đang hiện diện nơi trung tâm Thánh Mẫu Tà Bao. Chính hôm nay, Chủ nhật thứ hai mùa chay, mọi thành phần dân Chúa hiện diện nơi đây để hiệp ý với Đức Cha Giuse vì cha chung của giáo phận Phan Thiết, với Đức Tổng Giám mục Marek Jaleski, đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam, để dâng thánh lễ xin ơn thánh hóa cho cộng đoàn dân Chúa trong mùa chay thánh. Chúng ta cũng hiệp ý tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Francisco nhân kỷ niệm 10 năm được bầu chọn làm giáo hoàng, lãnh đạo giáo hội Hoàng Vũ. Cách riêng, hôm nay cũng là ngày làm phép diện tích đất và viên đá xây dựng nhà khách trung tâm Thánh Mẫu Tà Bao. Với ước mong, công trình này sẽ đáp ứng các nhu cầu mục vụ của giáo phận Phan Thiết trong tương lai. Chúng ta cũng không quên xin Chúa ban muôn ơn lành qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Tà Bao cho Giáo hội Hoàng Vũ, cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, cho năm mục vụ củng cố sự hiệp thông nơi Giáo hội Việt Nam và giáo phận Phan Thiết, cho mọi khách hành hương hiện diện hôm nay. Giờ đây, kính mời Đức Tổng Giám mục làm dấu thánh giá khai mạc nghi thức làm phép diện tích đất và viên đá xây dựng nhà khách trung tâm Thánh Mẫu Tà Bao. Please, we invite the Bishop to meet the side of the cross to open the rite. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Gratia Domini nostri Iesu Christi et caritas Dei et communicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis. Est cum Spiritu tuo. Giờ đây, Đức Cha Giuse sẽ mời gọi cộng đoàn và dâng lời nguyện làm phép diện tích đất và viên đá xây dựng nhà khách trung tâm Thánh Mẫu Tà Bao. Anh chị em thân mến, công trình mà chúng ta khởi sự hôm nay phải thúc đẩy lòng tin của chúng ta và là dịp biểu lộ tâm tình tạ ơn của chúng ta. Chúng ta luôn xác tín rằng nếu như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công. Và mỗi người chúng ta chính là những cộng sự viên đắc lực của Chúa. Vì thế, anh chị em thân mến, giờ đây chúng ta hãy thành khẩn cầu xin Chúa thương trợ giúp cho công trình xây dựng nhà khách trung tâm Thánh Mẫu Tà Bao được hoàn thành tốt đẹp, và xin Chúa gìn giữ, bảo vệ tất cả những ai tham gia vào việc xây dựng này. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đổ tràn sự thánh thiện của Chúa trên khắp hoàn cầu, để danh Chúa được rạng ngời khắp nơi. Xin Chúa chúc lành cho con cái Chúa đây là những người dâng cúng hoặc đã lao nhọc để chuẩn bị diện tích đất này cho việc xây dựng nhà khách trung tâm Thánh Mẫu Tà Bao. Xin cho họ hôm nay khi đồng tâm tham gia xây dựng công trình này và sẽ ca tụng Chúa không ngừng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Tiếp đến, Đức Cha Giuse sẽ đọc lời nguyện làm phép viên đá xây dựng nhà khách. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, con một Chúa sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, đã được các ngôn sứ loan báo là đá, không phải do tay người phàm làm ra, và đã được các tông đồ tuyên bố là nền móng không thể lay chuyển. Xin Chúa làm phép. Và viên đá này để chúng con đặt xuống nhân danh người, ngờ Chúa đã đặt người làm nguyên thủy và cùng đích của vạn vật, thì xin Chúa cũng để người hướng dẫn công trình này từ khởi sự cho đến hoàn thành. Người hằng sống và hiên tri muôn đời.
Xin kính mời Đức Tổng Giám mục Sông Hương Viên Đá rảy nước phép trên viên đá và phần đất xây dựng nhà khách. Please, Archbishop burns incense and sprinkles holy water on the stone and the land to build.